mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mà tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ với không gian ngồi rộng rãi là phiên bản full cao cấp nhất hai cầu bản V 2.5 sản xuất là năm chiếc 20... này là sản xuất là năm 2018 có ngoại thất là màu vàng nội thất ghế da màu nâu làm bánh với quãng đường là hơn 40.000 km đăng ký tên cá nhân sử dụng chạy từ mới tất cả các chi tiết tổng thể của chiếc xe thì có cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ và địa chỉ xem xe thì anh chị bạn có thể qua auto Vượng Phương số 95 Trương Công Giai Yên Hòa cầu giấy Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử anh chị nhé đây là những cái chi tiết tổng thể về những cái phần mâm nốt của chiếc xe thì các bác có thể tham khảo qua cương ký chỉnh điện tích hợp báo rẽ có hệ thống cảnh báo vượt trên gương đầy đủ những cái tính năng công nghệ an toàn với phiên bản full này thì nó sẽ có trang bị ghế điện này, ghế da theo xe, màn hình to, cam 360, chống chân trượt, đổ đèo, gập kính điện rồi vô lăng tích hợp, ga tự động và rất nhiều các tính năng an toàn khác. Đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với những phần giải đèn LED định vị. Mặt ca lăng to bản và có tích hợp hệ thống cam 360 ở chính giữa logo trung tâm. Đấy, những cái chi tiết uh, mạ trôm của chiếc xe sáng bóng tạo cho chiếc xe cái vẻ ngoài khỏe khoắn và nhìn trông nó rất là mạnh mẽ đèn chiếu sáng anh chị có thể thấy này trong và đẹp như này tất cả đều là trong tình trạng là nguyên bản sơn xi si của chiếc xe tỷ lệ sơn zin của chiếc xe còn rất là hoàn hảo đây là những phần mép nối hay là những cái chi tiết về những đường gân góc cạnh của chiếc xe anh chị có thể nhìn qua nó rất là đồng đều anh chị nhé đây là những phần cản trước của chiếc xe Để các bác có thể tham quan Tổng thể đánh giá về chất lượng của chiếc xe cùng em Bác chủ thì cũng đã dán cho chiếc xe bộ tem sport Nhìn trông nó thể thao hơn, vừa nhìn hơn Đấy, Những đường led như là hệ thống vè che mưa xả lóc thể thao được trang bị đầy đủ Đấy, Những cái chi tiết dọc thân xe Anh chị và các bạn có thể đi tham quan cùng em Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng Thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng Khi mình mua xe thì mình lên mang vào hãng Hoặc một bên thứ ba để mình có thể kiểm tra tổng thể nhất và giúp cho những anh chị và các bạn nào mà không có kinh nghiệm xem xe thì mình có thể là an tâm sử dụng những chi tiết rãnh nút của chiếc xe em quay rất là kỹ càng từng những cái chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác nhất về chiếc xe em đang cập nhật và cho anh chị và các bạn chiếc Nissan Terra. Chiếc Terra này thì nó sẽ sử dụng khối động cơ là máy 2.5 hai cầu lên cái khả năng vận hành của chiếc xe ở đường trường cũng như là các cung đường địa hình một cách tuyệt vời. Tính năng an toàn ở phía sau thì nó mang lại đầy đủ như là hệ thống cảm biến, cam đùi, cốp điện, có chức năng đá cốp. rồi là cái không gian bên trong thì anh chị có thể tham quan qua với những cái chi tiết như là hệ thống keo chỉ, đinh tá nốc ác của chiếc xe. Để mình cùng đánh giá tổng thể chi tiết về chiếc xe em đang giới thiệu. Một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, không gian ngồi rộng rãi, thoáng đãng. Máy thì của dòng xe Nhật thì nó luôn có cái độ bền, độ lành cao mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe trong phố chỉ khoảng 12 lít, còn đường kết hợp khoảng 9,42 lít, đường ngoài đô thị khoảng 7,88 lít. đấy một cái mức tiêu hao nhiên liệu máy xăng anh chị nhé. đây là phiên bản em đang giới thiệu cho anh chị là phiên bản máy xăng. với cái sử dụng động cơ máy xăng thì nó sẽ cho anh chị và các bạn cái không bị mùi như là cái và phiên bản máy dầu anh chị ạ, máy dầu thì nó sẽ có mùi rất là hôi khi để nổ ở trong cái không gian kín. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi của chiếc xe với hệ thống ghế da màu nâu. Cái màu này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe nó sạch hơn cũng như là nhìn trong uh, nội thất nó trông nó sang hơn anh chị ạ. Đấy, hệ thống loa thì được trang bị bốn cánh cửa, rồi là những cái chi tiết cửa gió điều hòa trung tâm. Thảm trải sàn, ba chủ thì nâng cấp bộ thảm cao su. Cái với bộ cao su đấy thì mình sẽ dễ dàng uh, vệ sinh hơn với không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham quan qua từ những hệ thống tap và những các phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe như là lên xuống kính hệ thống chỉnh gương. Bên trong đây là chống chân trượt rồi là hệ thống mở cốp này, lắp bình mở bình xăng này. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, phía sau là cụm đồng hồ hiển thị các thông tin rõ ràng của chiếc xe. Màn hình thì được bác chủ nâng cấp lên cái màn hình Android cỡ lớn rồi anh chị và các bạn mua về sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí về nâng à, cấp giải trí cho chiếc xe. Đây, phía sau là các thông tin rất là rõ ràng sắc nét này chị nhé. Xe làm bánh quãng đường khoảng hơn 44.000 km. Đấy, màn hình Android với độ phân giải cao giúp anh chị và các bạn có thể à, theo dõi như là hệ thống cam 360 rồi là xem YouTube hay là mình có thể xem uh, bản đồ. Các tính năng hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang tốc rồi là cảnh báo phía sau rồi là những va chạm phía sau rồi những các chi tiết tổng thể anh chị có thể nhìn thấy là cái khu vực yến ngựa này thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng và sử dụng, thao tác phím bấm cũng rất là dễ dàng thôi. Các chế độ gài cầu anh chị và các bạn điều chỉnh ở phần bên trong kia. Đấy, tất cả các chi tiết nó vẫn còn rất đẹp anh chị ạ. Và xe em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới là 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất chi tiết cụ thể anh chị bạn có thể trao đổi trực tiếp cùng em với chiếc xe Lisan Terra nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất là năm 2018 hai cầu bản full hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 675 triệu giá này thì cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu anh chị nhé đây là những cái chi tiết bên phụ của chiếc xe thì em cũng quay sơ qua để anh chị và các bạn có thể nắm bắt thực tế tổng thể về chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn nó có đẹp hay không mình có thể nhìn qua những cái chi tiết em quay và cùng đánh giá cửa gió điều hòa. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua chi tiết ở không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe, một chút ở bên ngoài rồi đến nội thất bên trong. Anh chị và các bạn cần, mình có thể truy cập ngay tại web autocarehơi.com để xem hình ảnh, thông tin giá bán, các thông số của chiếc xe, em có cập nhật trên web. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.